Phật dạy, này thiện hiện, vì tĩ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng cao thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tĩ giới chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì hương giới cho đến cao thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện, vì tỷ giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì vị giới, thiệt thương giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thiệt giới chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, này thiện hiện, vì thiệt giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì thân giới chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì thân giới chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh? Vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh. Này thiện hiện, vì thân giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì ý giới chẳng thể đạt được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, bạch thế tôn tại sao vì ý giới chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Tịnh này thiện hiện vì ý giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh